chào tất cả các mẹ, hôm nay chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Hãy để tip Lasa giúp bạn. Ngày nay rất nhiều gia đình thường có thói quen đi ngủ không buông màn, vì vậy giấc ngủ thường không được ngon giấc cũng như là thường bị những con muỗi đáng ghét làm phiền. Vì vậy nhiều người đã lựa chọn việc đốt hương muỗi. Tuy nhiên thì việc đốt hương muỗi có thật sự an toàn cũng như là hiệu quả cho sức khỏe, nhất là đối với trẻ nhỏ thì không nên sử dụng hương muỗi trong phòng. Vì vậy để có được một giấc ngủ ngon cũng như là không bị những con muỗi làm phiền thì một giải pháp rất hiệu quả cũng như là tối ưu nhất cho mỗi gia đình đó là chiết đuổi muỗi sông tinh dầu Nhật Bản 60 ngày. Đây chắc hẳn sẽ là một sản phẩm vô cùng hữu ích cũng như là tiện lợi cho mỗi gia đình của mọi người. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về chiếc máy đuổi muỗi Nhật Bản này. Chiếc máy đuổi muỗi Nhật Bản của chúng ta gồm một chiếc máy sông hơi tinh dầu và một lọ tinh dầu đuổi muỗi ạ. Chiếc máy đuổi muỗi được sản xuất tại Nhật Bản với hiệu quả cũng như là tính an toàn cao, vì vậy đã được các cơ quan chức năng cũng như là nhiều người dùng tin tưởng và đánh giá tốt. Vì vậy mẹ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng sản phẩm này trong gia đình. Đồng thời với chiếc máy đuổi muỗi được sản xuất tại Nhật Bản cũng như là được sử dụng ngay chính tại Nhật Bản cho nên sử dụng nguồn điện 110V. Vì vậy khi với nguồn điện 220V tại Việt Nam thì khi sử dụng các mẹ nên có một thiết bị chuyển nguồn từ 220V sang 110V. Nếu chúng ta sử dụng trực tiếp nguồn điện 220V sẽ làm chiếc máy đuổi muỗi của chúng ta nhanh bị hỏng cũng như là bị cháy. Đồng thời lượng tinh dầu trong lọ tinh dầu cũng sẽ nhanh hết hơn ạ. Chiếc máy đuổi muỗi Nhật Bản 60 ngày được sản xuất trên công nghệ tiên tiến, đạt tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu. Vì vậy mẹ có thể hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn sản phẩm này dùng trong gia đình của mình. Đồng thời lọ tinh dầu đuổi muỗi được làm từ những nguyên liệu hoàn toàn thiên nhiên, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của mọi người. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cơ chế hoạt động của chiếc máy đuổi muỗi này ạ. Chiếc máy đuổi muỗi bao gồm một chiếc máy làm bốc hơi tinh dầu, một lọ tinh dầu ạ. Được hoạt động trên cơ chế đó là công nghệ làm bốc hơi tinh dầu dưới dạng ion ức chế phổi của muỗi, khiến muỗi khó chịu và bay đi. Khi sử dụng chiếc máy này thì mẹ có thể hoàn toàn yên tâm vì không dây gây ra mùi khó chịu như những phương pháp đuổi muỗi thông thường. Với cách sử dụng vô cùng đơn giản, đó là các mẹ chỉ cần tháo phần nắp của mở phần nắp của chiếc lọ tinh dầu này ạ. Sau đó lắp vào phía dưới của chiếc máy đuổi muỗi và cắm công tắc, cắm ổ điện, cắm chiếc xe điện này vào ổ điện. Sau đó bật phần công tắc này ạ. Vậy là thiết bị đã hoạt động một cách bình thường. Các mẹ lưu ý là sản phẩm này chỉ có tác dụng đuổi muỗi chứ không có tác dụng diệt muỗi. Và sản phẩm hoạt động tốt nhất cũng như là đạt hiệu quả cao nhất khi các mẹ sử dụng ở nguồn điện 110V ạ. Trên đây tôi đã giới thiệu cũng như là hướng dẫn các mẹ cách sử dụng sản phẩm đuổi muỗi Nhật Bản 60 ngày. Mọi thắc mắc các mẹ có thể truy cập vào website kidplaza.vn hoặc liên hệ với số hotline 1900 6090 để được tư vấn hỗ trợ và đặt hàng một cách tốt nhất. Kidplaza xin cảm ơn và hẹn gặp lại các mẹ.